Cục Quản lý thị trường Cần Thơ phát hiện trên 700 kg sản phẩm thực phẩm vi phạm về nhãn hàng hóa. Vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp với đội 1, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Naomi, địa chỉ số 303 đường Hoàng Quốc Việt, khu vực 5, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ do bà Trần Anh Chi làm chủ hộ kinh doanh. Quá trình kiểm tra phát hiện, tại điểm kinh doanh đang kinh doanh 734 kg sản phẩm thực phẩm gồm đuôi heo, vú heo, dôi trường, cua Na Uy và sụn gà Thái Lan, có tổng giá trị theo giá niêm yết là 89.040.000 đồng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Trần Anh Chi chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Trong đó các sản phẩm đuôi heo, vú heo và dồi trường không có nhãn hàng hóa theo quy định, cua Na Uy và sụn gà Thái Lan không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số tang vật trên và tiếp tục làm việc với chủ hộ kinh doanh để xử lý theo quy định. Thu giữ hơn 10.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu không rõ nguồn gốc. Ngày 15 tháng 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các hãng dầu gội và dưỡng tóc không có hóa đơn, chứng từ. Đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và các lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của một hộ dân ở thôn Kim Lũ, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không rõ nguồn gốc. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một kho chứa 270 thùng hàng, bên trong có 10.760 sản phẩm mang nhãn hiệu Sinha như dầu gội Phú Bạc Sinha, dầu dưỡng tóc Sinha Serum. Qua kiểm tra, chủ cơ sở là ông Phạm Xuân Quang không cung cấp được những giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ sản phẩm này. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh cam kết không tái phạm. Tạm giữ lượng lớn hàng ngoại nhập không có đơn chứng từ tại ga Sài Gòn. Ngày 14 tháng 1 năm 2022, tại ga Sài Gòn, phường 9, quận 3, đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 1, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện hai toa tàu chở hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài với số lượng lớn. Tại thời điểm kiểm tra, phần lớn các chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Theo quan sát của phóng viên, hàng hóa trên hai toa tàu chủ yếu là thực phẩm chức năng như glucosamine, tinh dầu hoa anh thảo, bột tăng chiều cao lysine, có xuất xứ từ Úc, sữa A vitamin, đồ ăn dặm, kẹo bánh, của Đức, rượu vang, quần áo. Một chủ hàng cho biết, hiện cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đang siết với hàng hóa xách tay, nên giới kinh doanh các mặt hàng này đổ về cửa khẩu Nội Bài, sau đó vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh bằng đường bay nội địa, tàu hỏa hoặc xe tải. Hiện vụ việc được tiếp tục xác minh, làm rõ. Nghệ An tổ chức chương trình Tết ấm biên cương và áo ấm cho em tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo, với tinh thần hướng về đồng bào vùng cao có đời sống khó khăn trên địa bàn tỉnh, ngày 15 tháng 1 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đồng hành cùng Quỹ từ thiện làng ta, Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình Tết ấm biên cương, áo ấm cho em tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Chương trình Tết ấm biên cương, áo ấm cho em là một trong những hoạt động thường niên của đơn vị. Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất, nhưng đong đầy tình nghĩa và hy vọng góp phần nào đó giúp đồng bào miền cao có một mùa đông ấm áp hơn. Những khuôn mặt rạng ngời, những nụ cười tươi tắn và lời cảm ơn của bà con, các em nhỏ sẽ là những động lực to lớn giúp cho các công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường Nghệ An tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.